Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát, là thương hiệu laptop luôn được người tiêu dùng yêu thích bởi MSI là một hãng có rất nhiều mẫu laptop đa dạng, phù hợp với từng ngành nghề lĩnh vực và từng đối tượng người dùng khác nhau. Nhân vật chính trong video ngày hôm nay là một chiếc laptop. Nghe đến tên thôi là mình nghĩ các bạn sẽ biết dành cho đối tượng nào. MSI Creator Z16 hướng đến đối tượng người dùng là các nhà sáng tạo hay anh em designer thiết kế đồ họa chuyên nghiệp. Thì chiếc máy này được MSI cho ra mắt để phục vụ nhu cầu chủ yếu là về công việc. Và khác với các sản phẩm laptop gaming thì được chú trọng về cấu hình và tản nhiệt. Thì ở những chiếc laptop dành cho creator thì ngoài cấu hình, tản nhiệt thì các bạn sẽ phải quan tâm đặc biệt đến màn hình. Là một sản phẩm dành riêng cho dân sáng tạo thì màn hình của Z16 tất nhiên phải là một màn hình chất lượng cao. Ở đây chúng ta sẽ có màn hình 16 inch được bao trọn bởi các cạnh viền siêu mỏng, độ phân giải QHD cộng hay còn gọi là 2K Plus 2500x1600, tấm nền IPS, chất lượng hình ảnh siêu sắc nét với màu sắc chuẩn 100% DCI-P3. So với độ phủ màu sRGB thông thường thì DCI-P3 được đánh giá có khả năng cung cấp màu sắc tốt hơn lên đến 25%. Và với độ phủ màu cao như này thì còn giúp cho Z16 hiển thị nội dung HDR một cách chân thực hơn so với sRGB, đáp ứng tốt các nhu cầu đồ họa chuyên nghiệp. Và độ sai lệch màu sắc trên Z16 Delta E nhỏ hơn 2 nên gần như màu sắc sẽ giống so với thực tế thông thường. Thêm vào đó thì tích hợp công nghệ True Color được cân chỉnh màu sẵn tại nhà máy và đạt chứng nhận Kaman như một sự bảo đảm về độ chính xác màu sắc, và các bạn có thể điều chỉnh ngay trong phần mềm MSI True Color. Và màn hình Z16 còn có tần số quét là 120Hz nên không chỉ phục vụ nhu cầu công việc, anh em có thể thoải mái chơi game giải trí, đặc biệt là những tựa game FPS. Và cạnh trên của máy thì được trang bị webcam, tích hợp cả camera IR, hỗ trợ mở máy nhanh chóng. Và một điểm mà mình rất thích đó là Creator Z16 được trang bị màn hình cảm ứng. Các bạn có thể thao tác như một chiếc máy tính bảng, thoải mái vẽ vời sáng tạo. Tuy nhiên thì đây sẽ là màn hình gương, dễ bám vân tay nên các bạn lưu ý vệ sinh thường xuyên nhé. Về cấu hình thì Z16 sở hữu hiệu năng mạnh mẽ đến từ CPU thế hệ thứ 12 của Intel, Core i7-12700H, cùng với đó là 16GB DDR5, 1TB SSD kết hợp với card đồ họa RTX 3060, mang lại khả năng xử lý đồ họa đỉnh cao cho Z16 cũng như đáp ứng tốt nhu cầu chơi game. Và thiên về xử lý các tác vụ đồ họa nặng nên hệ thống tản nhiệt trên Creator Z16 cũng được MSI chăm chút với công nghệ Cooler Boost độc quyền, gồm 3 quạt với cánh quạt 0.1mm siêu mảnh và 5 ống dẫn nhiệt giữ cho CPU và GPU luôn vận hành ở nhiệt độ tối ưu. Về thiết kế thì phong cách tối giản tinh tế vẫn được MSI ưu tiên cho dòng Creator, khi phần nắp máy của Z16 chỉ có duy nhất logo dòng MSI giúp nhận diện thương hiệu tốt hơn. Và bao phủ toàn bộ máy là màu xám bạc sang trọng, mặt lưng phẳng mịn được hoàn thiện từ chất liệu kim loại cao cấp cho cảm giác sờ khá mát tay và cảm nhận được chất liệu cao cấp. Z16 thì khá mỏng, chỉ dày 15.9mm nhưng nặng tay 2,2kg, mức cân nặng quá lý tưởng đối với một chiếc laptop có màn hình lớn 16 inch. Và với chiếc laptop này thì các bạn vẫn có thể bỏ máy vào ba lô, mang ra ngoài để làm việc chiến game cùng bạn bè. Phần bản lề cứng cáp mở được 180 độ giúp chia sẻ thông tin với mọi người dễ dàng hơn. Thêm vào đó thì Creator Z16 đạt độ bền chuẩn quân đội nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng trong mọi tình huống. Xuống đến phía bên dưới là phần bàn phím checklist, layout khá giống với bàn phím ở trên MacBook với phím bấm lớn, hành trình sâu, độ nảy tốt cho cảm giác gõ sướng, và có cả đèn LED mini để các bạn có thể làm việc trong môi trường thiếu sáng. Bên cạnh đó là phần touchpad cơ bản di mượt, tuy nhiên thì hơi bé, và để làm việc tốt hơn thì mình khuyên các bạn nên sắm thêm chuột giới nhé. Cảm biến vân tay một chạm tích hợp ngay bên cạnh phần touchpad giúp mở máy nhanh hơn và bảo vệ dữ liệu cho chiếc máy của các bạn tốt hơn. Và hơi tiếc một chút khi Z16 bị lực bớt cổng HDMI và mạng LAN để đảm bảo độ mỏng cho máy, nhưng bù lại chúng ta vẫn có thể xuất hình truyền tải hình ảnh qua cổng Thunderbolt 4 và khe thẻ SD, và kết nối với các thiết bị ngoại vi qua hai cổng USB Type-A cùng jack audio combo. Và nếu các bạn đang làm những công việc liên quan đến sáng tạo và có điều kiện kinh tế, mong muốn có một chiếc laptop sang xịn mịn để phục vụ công việc sáng tạo chuyên nghiệp hay chơi game giải trí thì đừng bỏ qua MSI Creator Z16 nhé. Và đừng quên thì link sản phẩm mình sẽ để ở phía dưới để các bạn có thể tham khảo. Hẹn gặp mọi người ở trong những video sau.